lọc. Tu hành nhằm để ly khổ đắc lạc, nghĩa là thoát khổ được vui. Trên đời này thiên hạ sợ nhất là chết. Người niệm Phật coi sự chết sống là chuyện tự nhiên, bình thường như những chuyện bình thường khác. Quyết lòng đậm lành lánh dữ, ngày ngày niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giữ vững niềm tin, phát nguyện vãng sanh tha thiết, chân chánh tu hành. Vậy thì còn điều gì lớn hơn nữa để lo âu phiền muộn? Anh kính lời thăm tất cả cô bác tại đạo tràng. Anh luôn luôn nhớ đến tất cả đồng tu ở Long Khánh. Mỗi lần về thăm quê, anh đều cảm nhận được lòng quý mến của cô bác. Anh xin cảm niệm tấm thịnh tình này. Mong quý cô bác cố gắng tinh tấn niệm Phật. Sự thành tựu đang chờ mọi người đó. Mới mở đầu thư, em viết như vậy. Hôm nay viết thư cho anh, mà cũng là lần đầu em sợ nhất. Nghe đến tiếng sợ nhất, làm anh giật mình nên phải đọc thật kỹ để coi thử chuyện gì có vẻ dễ sợ vậy. Nhưng tìm hoài không thấy. Ồ, thì ra anh lại hiểu thêm một chút nữa về đạo lý vạn pháp duy tâm. Dễ sợ hay khó sợ đều do tâm của chính mình tạo ra. Một sự việc không có gì quan trọng lắm mà em cho là quan trọng, thành ra cuống cuồng lên. Trong khi có những việc khá quan trọng hơn, đáng nói hơn, lại không nhắc tới. Tu hành trong tâm phải an, bên ngoài phải xả, gọi là nội bất động tâm, ngoại bất trước tướng mới tốt chứ. Lấy thẳng anh ra làm ví dụ. Anh đi khuyên người niệm Phật, có người nghe, có người không nghe, có người thuận, có người chống. Nhưng nghe hay không, thuận hay chống là do duyên phận của người, có dính líu gì tới anh. Khuyên tu hành là phần của mình, còn thích thú hay chán ghét là phần của người. Thích thú là chuyện của thế gian, chán ghét cũng là chuyện của thế gian. Chuyện của thế gian thì cứ để thế gian lo, cứ chi mình phải xen vào. Hữu duyên thiên lý, lai tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tương phùng. Hãy có duyên với nhau thì không cầu cũng gặp, có cố tình trốn tránh cũng có ngày tương ngộ. Còn không duyên thì đừng ai nấy đi, dù đối diện cũng phải thành xa lạ. Phải tùy duyên em à. Vạn sự đều có nhân quả, tất cả đều được an bày theo đúng nhân duyên quả báo. Biết luật nhân quả thì chúng ta cố gắng chăm lo tạo cái nhân tốt, tránh duyên xấu thì tự nhiên có quả báo tốt. Chứ đừng chú tâm chuyển đổi quả báo làm chi cho phí sức, lại vô ích. Em làm việc thiện lành thì tự nhiên sẽ được quả báo thiện lành. Không cần phải cầu xin quả báo tốt lành thì sự làm thiện mới thật là thiện. Cầu quả báo tốt là tham, còn tham thì tâm lượng hẹp. Tâm lượng hẹp thì việc thiện lành bị lệch hướng. Chính vì vậy mà quả báo khó được như ý muốn. Tất cả đều do tâm tạo. Quả báo tốt hay xấu đều từ trong tâm hiện ra, chứ không phải ở ngoài. Ví như một người làm việc tốt nhưng thường gặp điều chẳng lành, đây chính là vì quả báo xấu từ cái nhân xấu trong quá khứ đang hiện hành. Nếu là người hiểu đạo thì hãy đón nhận với tâm thái an nhiên và tiếp tục làm điều thiện lành. Hiện tại hoàn cảnh dù có xấu nhưng tâm hồn vẫn an lạc thanh tịnh. Chính cái tâm thiện lành sẽ chuyển đổi vận hạn, hoàn cảnh xấu từ từ trở nên tốt đẹp. Ngược lại, có người làm điều xấu nhưng vẫn hưởng được phú quý giàu sang, đây chẳng qua là do cái nhân tích lũy thiện đức bố thí giúp người trong quá khứ đang kết tụ hưởng phước. Mà tâm thiện lành biết làm phước thì phước đức sẽ hưởng vô tận. Hưởng phước mà không biết tu phước, tâm không thiện lành, thì họ đang ra tay tàn phá cái phước đức có sẵn trong mệnh của mình. Một ngày nào đó phước báo sẽ kiệt tận. Trên thế gian này không ít những trường hợp phá sản, chỉ qua một ngày thì phú quý biến thành hạ tiện, giàu sang trở thành bần cùng. Tất cả đều có nhân có quả do chính họ tạo ra cả. Một người thực sự muốn có quả báo tốt thì chính họ phải lo tạo cái nhân tốt, đừng tạo cái nhân xấu. Chúng ta khuyên người niệm Phật thực ra chỉ là đem cái duyên lành đến để cái nhân lành của họ kết tụ thành quả lành mà thôi. Người có sẵn thiện căn thì nhờ duyên này mà được thiện quả. Người thiếu thiện căn dù đem cơ hội giải thoát quỳ xuống dâng lên trước mặt họ cũng không có số phận để nhận lãnh. Người có phước sẽ hưởng được phước, người bạc phước
dù phước lộc có gì tới tay, họ cũng ném đi thôi. Cho nên, phước đức phải có duyên phần, chấp nhận thì hữu duyên, từ chối thì vô duyên. Chúng ta chỉ giúp được người hữu duyên, chứ không giúp được người vô duyên đâu. Nên biết tùy duyên tiêu nghiệp chướng và giúp nhau đới nghiệp giảng sanh, không cần gây thêm nợ mới. Sức của ta chỉ có vậy thôi. Ví dụ cụ thể, em muốn mời cha mẹ em vào Long Khánh ở với em để an ổn tu hành. Tâm ý này rất tốt. Tâm em đã chân thành tha thiết muốn phụng dưỡng cha mẹ là em đã có hiếu rồi. Lòng hiếu thảo của các em anh đã thấu rõ hết. Anh rất khen và tán thán ý nguyện của em. Người già cả nên cần có nơi thanh tịnh, thuận tiện để an dưỡng tu hành mới tốt. Chỗ ở an ổn, hoàn cảnh thoải mái, đạo tràng trang nghiêm, đồng tu thường trực, tâm đạo chân thành, hàng xóm không xen vào việc riêng của mình, vân vân, thì tâm mới an, hành mới lạc, ngày ra đi dễ hộ niệm, dễ được giảng sanh. Con người ở những ngày cuối của cuộc đời thường hay gặp những biến cố bất ngờ, cho nên sức cần nhờ đến người biết đạo bên cạnh giúp đỡ, đồng tu tiếp trợ, lực hộ niệm mạnh cũng dễ dàng hóa giải. Chúng ta đều muốn tạo cơ hội cho cha mẹ hưởng thêm cái phước đức này để an ổn thành đạo. Nhưng cha mẹ không muốn đi thì nên tùy thuận theo cha mẹ. Đến giờ phút này chúng ta không nên đại ép. Nên nhớ, phước phải có phần, phần của mỗi người tới đâu họ hưởng tới đó. Tuy nhiên tuổi xế chiều, cha mẹ mình đã quy hướng Phật, đã ngày đêm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì cũng là nhờ thiện căn phước đức trong nhiều đời tích lũy mới được. Thôi thì hãy thuận theo người, tùy duyên, chứ nên cưỡng cầu nữa. Em nhắc đến chỗ thanh tịnh tu hành, làm anh nhớ tới điều này. Người muốn được giảng sanh, cần phải buông xả thật nhiều. Ở đâu cũng phải buông xả, môi trường tốt cũng phải buông xả, môi trường xấu càng phải quyết lòng buông xả nhiều hơn. Buông bỏ trùi lủi luôn càng tốt, nhất là người già sắp chết. Không buông xả không thể thoát đạn. Trước đây ta chưa biết đạo nên mập mờ vô định. Nay đạo lý giảng sanh đã hiển hiện khắp nơi, chân tướng sự thật trong kinh Phật đã hiển bày rõ rệt. Chỉ còn chờ gì nữa mà không chịu giác ngộ sớm để lo tìm phương giải thoát. Phật dạy thời mạt này chúng sanh phải y cứ vào pháp niệm Phật để thoát luân hồi. Tính, hành, nguyện, mười niệm tất sanh, đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, chắc chắn. Cơ hội thành đạo đang ở trong tầm tay, xin đừng để lỡ. Đừng thấy người khác giảng sanh dễ dàng thì tưởng rằng mình cũng được dễ dàng. Không đâu, chỉ khi nào thực sự ngự được trên đài sen rồi mới dám an tâm. Bây giờ thân mạng này vẫn còn ở tại cõi ngũ trược ác thế, tâm vẫn còn cảm nhiễm lục trần, cảnh vô thường vẫn còn hiện ra trước mắt, nghiệp chướng vẫn còn nặng nề, oan gia trái chủ vẫn còn tràn trề, vân vân, thì tất cả chưa gì đồng tu chớ nên khinh lờn, chưa chắc phước đức của mình đã hơn được ai. Xin mỗi người phải tự giác ngộ lấy, tự lo liệu số phận của mình. Cơ hội này quý lắm, phải giữ chặt để thoát nạn. Nên nhớ, đọa lạc hay cực lạc đều do mình tự chọn, thăng hay trầm tự mình đi, không ai đi dùng mình được. Ở Tây Phương toàn là những bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thần thông, đạo lực, phước báo vô lượng bao trùm pháp giới. Ta muốn về đó thì tâm ta phải mở rộng bao trùm hư không pháp giới mới tương ưng được với tâm Phật. Người có tâm lượng lớn như hư không thì ở đâu cũng là nhà, ở đâu cũng an nhiên sống thoải mái. Người còn chấp vào cái nhà, cái làng, miếng đất, còn dướng díu đủ thứ tình cảm thì còn bị kẹt nhiều lắm. Còn kẹt thì việc giảng sanh chưa dễ lắm đâu. Hãy giác ngộ mà buông xả rốt ráo để được tự tại, an nhiên, tùy duyên niệm Phật. Trong kinh Phật nói, người thiếu phước đức phải sanh vào những vùng biên địa. Những người cứ bám vào những vùng xa xôi hẻo lánh, cách xa thành phố chỉ vì phước đức chưa được cao. Sống trong môi trường thiếu thốn tiện nghi, hoàn cảnh khó khăn thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Đường thoát nạn cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cha mẹ quyết lòng ở lại quê thì đây cũng do phước phần thiên. Biết có điều khó vậy rồi thì chúng ta cần nên thường xuyên nhắc nhở người phải cố công niệm Phật, chứ lơ là đừng xen tạp. Ngày ngày đều phải hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi
hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng Tây Phương và phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ thật mạnh mẽ. Phải nguyện tha thiết, nguyện khẩn cấp để cảm ứng được lực gia trì của Phật. Phải tập mở rộng tâm lượng thêm ra để tương ứng với tâm Phật Bồ Tát. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm hồn rộng thì phước đức vô biên, đừng nên khép tâm lại, cứ lẩn quẩn trong những chuyện thế tục thường tình mà đường giảng sanh phải chịu nhiều gian truân khổ nạn. Xin sáng suốt giải quyết. Giải quyết bằng cách nào đây? Chấp thì phải bỏ chấp. Một là hãy buông bỏ liền đi. Bất màng thế sự, bất cầu sống lâu, bất tham danh vọng, bất xen thị phi, bất tranh bất cãi, bất động tâm bởi những lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Người già phải biết buông vạn duyên xuống để mong cuối đời được nhẹ nhàng vãng sanh. Hai là phải ngày đêm niệm Phật, không thể chần chừ hay lơ là được nữa. Phải kêu gọi cô bác tới niệm Phật chung hàng ngày, phải thực lòng thương mến và giúp đỡ đồng tu, phải kết hợp chặt chẽ với người biết đạo, phải tiếp cận với người biết niệm Phật, phải cầu thỉnh nhiều người đến để hộ niệm cho nhau, phải chân thành làm như vậy, vì đây là lực lượng bảo vệ mình vãng sanh, thoát dòng sanh tử. Nên nhớ cho, chính các vị đồng tu mới là ân nhân cứu độ mình, chứ không phải là tiền bạc, nhân nghĩa, danh vọng, tiếng khen. Con cái, người thân cũng chưa hẳn là người cứu được mình. Con cái hiểu đạo thì quá tốt, còn không thì dễ trở thành oan gia trái chủ, một mối chướng ngại rất lớn của người muốn thoát nạn. Chính vì thế, người muốn giảng sanh phải lo liệu sớm. Một là khuyên dạy con cái biết tu hành, biết cách hộ niệm khi mình lâm chung. Hai là tự mình phải công phu tinh tấn để hóa giải chướng nạn, tự tài giảng sanh. Điều kiện này tất cả mọi người đều nên chú ý. Ba là nếu con cái quá ngang bướng, không tin, không chịu hỗ trợ, thì nên tìm cách đánh xa trước để khỏi trở ngại chuyện lớn. Hãy tìm nơi an toàn vãng sanh, vãng sanh rồi trở lại độ chúng nó sao? Có vậy mới mong trọn vẹn cả đạo lẫn đời. Cần chú ý rằng, người niệm Phật mà cuối đời bị thất bại, hầu hết đều do con cái phá hoại. Vì không tin Phật Pháp, nên chúng chống phá niệm Phật, ngăn cản việc hộ niệm. Vì không thấu hiểu chánh Pháp, nên chúng thường có những việc làm điên đảo, như giết hại sanh vật để cúng tế thần linh, cầu tiêu tai giải nạn, bộc lộ những tình cảm yếu mềm như khóc than, kêu réo thảm thiết lúc cha mẹ ra đi. Không kiềm chế nổi những hành động dại khờ như níu kéo, giằng xóc thân thể người lúc lâm chung. Người đời không biết, nhưng thực tế đây chính là mối đại họa, đã vô ý đày đọa người thân của mình vào tam ác đạo vạn kiếp mà không ai ngờ tới. Vẫn sanh được thì vĩnh viễn an vui cực lạc, một đời thành đạo, đọa lạc thì đời đời kiếp kiếp, thống thiết khổ đau. Vậy thì phải mạnh dạn buông xả để vãng sanh. Không buông thì khó vô cùng. Người tuổi già hãy mau mau liền trận lao xuống, đừng chấp cái nhà, đừng tham cái giường, đừng lưu luyến gì nữa cả. Buông xả là tâm buông xả, chứ không phải là sự việc buông xả. Bên ngoài vẫn sanh sống bình thường, nhưng trong tâm phải biết xem mọi chuyện nhẹ nhàng, bất cần, bất cầu. Ví dụ, một người ở nhà cao hay thấp, lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, chẳng thèm để ý đến, chỉ coi đó là chỗ tạm bợ che thân khi còn lưu lại thế gian này mà thôi. Đây là tâm buông xả cái nhà. Buông xả cái nhà thì cái nhà không còn trói buộc nữa. Còn người quá lưu luyến nhà cửa thì cái nhà sẽ là cái nghiệp của họ. Có nghiệp thì có chướng, chính căn nhà làm chướng ngại đường giải thoát. Chỉ vì chấp mà chịu nạn vạn kiếp khổ đau. Chịu nạn gì? Chúng ta hãy tìm hiểu thử con người bám vào cái nhà bằng cách nào đây. Một người khi chết rồi, thần thức theo nghiệp thọ sanh, trong đó ý nghiệp mạnh nhất. Người lúc sống tâm bám vào cái nhà, thì lúc chết thần thức cứ quanh quẩn muốn trở lại căn nhà chứ không chịu rời. Nhưng làm sao trở lại? Một là
phải làm người trong nhà đó. Muốn vậy, phải đầu thai vào bụng con dâu của mình mới được. Buồn thay, lúc làm mẹ chồng, lúc làm con của nàng dâu. Chuyện này người đời nói mỉa mai là loài lộn kiếp. Nếu lúc sanh thời, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, thì khi làm con của nó rồi, nó cũng thường giận tức mình, nó quất mình đến u đầu sưng nít cho đã cái nư, chứ có hay ho gì đâu mà ham trở lại. Tệ như vậy đó, nhưng vẫn còn đỡ, chỉ ít ra cũng được làm người. Nếu giả như khi chết mà người trong gia đình, con dâu, con gái, cháu chít trong 49 ngày không có bầu, thì làm sao đầu thai vào đây? Hơn nữa, Phật dạy nhân thân nan đắc. Muốn được làm người để ở lại căn nhà đâu phải dễ. Vì tâm dướng díu căn nhà nên không đầu thai chuyển thế được, thành ra bị lạc vào cảnh giới ma quỷ. Đã thành ma quỷ rồi mà trở về nhà thì làm cho con cháu sợ hãi đến hồn vía lên mây. Vì một lần còn tha thứ được, vì lần thứ hai thì coi chừng chúng đó mời thầy bùa tới đánh tơi bời, chạy không kịp. Lúc đó có ân hận cũng đã quá muộn màng, đành phải lủi thủi lang thang ngàn năm trong cảnh giới đói rách, lạnh lẽo, thê lương. Còn một cách khác, có lẽ dễ nhất để được trở lại căn nhà của mình, đó là đầu thai thành loại súc vật. Trong 49 ngày, không trâu thì bò, không mèo thì chó, không gián thì chuột, vân vân. Chắc chắn cũng có loại thụ thai. Rơi vào đó rồi, có phải là đáng thương hại lắm không? Chỉ vì một ý niệm thiếu sáng suốt mà ngàn đời vạn kiếp sống trong cảnh súc sanh, ngu si mê muội. Trong truyền ký Phật giáo có kể lại một câu chuyện rằng có một vị sư ngày ngày ưa thích chăm sóc bụi mía trước cửa chùa, khi chết biến thành con sâu nằm trong lóng mía. Một vị sư vì thích bụi mía mà còn biến thành con sâu bám vào đó thay, huống chi người thế tục tham chấp cái nhà. Ở vùng quê, đôi khi có con chó con của nhà ai cứ thích vào nhà mình, gặp ai cũng mừng quấn quýu, đuổi nó không chịu đi. Người nhà thấy dễ thương quá, thôi thì nuôi luôn. Một là để giữ nhà, hai là sẵn con gái vừa mới sinh đứa cháu bé, ỉa tái đầy giường, nhờ nó giải quyết dùm luôn, đỡ phần lau dọn. Chúng ta phàm phu, không rõ việc luân hồi, chứ biết chừng đâu con chó đó trước kia là người thân của mình mà không biết. Trong năm 2004, có một chị ở bên Mỹ qua Úc chơi. Ta kể lại một câu chuyện vừa mới xảy ra ở đó như vậy. Chị quen với một gia đình nọ, có nuôi một con chó rất dễ thương. Họ cũng rất thương con chó và chăm sóc nó rất kỹ. Năm đó cả nhà muốn du lịch thế giới. Họ muốn đem con chó theo, nhưng phí tổn phải trả trên 10.000 Mỹ Kim, quá cao, trả không nổi. Định gửi người quen nuôi thì sợ họ không chăm sóc tốt mà tội nghiệp cho con chó. Bàn qua tính lại, bỏ thì thương, dướng thì tốn. Thôi thì gia đình đành phải gạt lệ, bắt con chó suốt đời trung thành với mình ra làm thịt, để cả nhà nhậu một bữa no say, rồi mới an lòng đi chơi. Cảnh đời nhiều nỗi thật quá trớ trêu. Ngài Tịnh Không có lần nói rằng, lắm lúc vì thương nhau, thích nhau mà hại nhau. Trẻ em thích chuồn chuồn nên mới bắt chuồn chuồn ngắt cánh để chúng khỏi bay. Thích dế nên bắt dế ngắt đầu ghim lên chiếc tâm để ngắm. Con người có lý trí hơn con vật thì phải sáng suốt. Thương con, thương cháu thì nên khuyên con cháu tu hành, dạy chúng làm lành, làm thiện. Riêng mình hãy cố gắng niệm Phật, quyết lòng cầu giảng sanh thành đạo, để đủ khả năng cứu độ đám con cháu mê mờ, ngu muội. Tuyệt đối đừng vì tình cảm sai lầm, sơ ý lạc vào loài súc sanh. Dù có dịp tìm về gặp lại con cháu, thì đời đời vẫn phải sống trong kiếp súc sanh, và sau cùng bị chính con cháu kéo đầu mình ra thọc huyết làm tiết canh, nhậu say sưa túy lý đó. Vì quá thương mà hại mình, hại con là vậy. Phật dạy, ngu si là đường súc sanh. Tâm không chịu lo niệm Phật cầu giảng sanh, cứ tham chấp vào thế tục tầm thường cho là vui, không biết đâu là đường giải thoát. Cứ chạy theo đường đọa lạc cho là sướng, không chịu nhận Tây phương cảnh Phật làm quê hương, lại cứ bám vào trần gian khổ lụy này
cho là quê cha đất tổ. Nói chung, người mù mờ đường giải thoát, cứ mãi chạy theo ngã luân hồi thì thiếu trí huệ lắm vậy. Chữ si trong nhà Phật rất dồi dào dạng thức. Người hiểu đạo phải biết sợ cái độc tố này mà buông nó xuống, phải xả tham chấp ra mới hy vọng thoát nạn. Tham luyến tiền bạc kẹt vào tiền bạc, tham luyến kho tàng kẹt vào kho tàng, tham luyến ruộng vườn kẹt vào ruộng vườn, tham luyến làng mạc kẹt vào làng mạc, chấp đâu kẹt đó. Kẹt tức là đọa lạc. Biết vậy rồi thì hãy xả ngay đi chứ. Thân đang ở tạm nơi trần thế, tâm hướng Tây Phương quyết chí về. Thơ Ngọc Đài. Tất cả chỉ là tạm bợ, người lữ khách mượn nó ở tạm vài hôm rồi đi, dại gì chấp chặt vào đấy mà chịu khổ. Hướng về Tây Phương cảnh Phật mới thực sự là bậc thánh nhân vậy. Giác ngộ sớm, buông xả sớm, thành đạo sớm, căn nhà chỉ là phương tiện để ở. Người hiểu đạo thì ở đâu cũng là nhà, khi đi cứ việc liền bỏ mà đi. Còn người sống lên vì cái nhà thì cái nhà trở thành cục nợ, nhất định nó báo hại mình khổ đến rơi nước mắt, khổ đến quằn quại khóc than, nhưng nó vẫn không tha thứ. Cũng như ngôi chùa là chỗ để tu hành, chứ không phải tu hành là vì ngôi chùa. Người tu vì nhắm đến ngôi chùa thì ngôi chùa sẽ là một thứ chướng ngại, nó sẽ lôi mình lại trong lục đạo luân hồi, không thể giải thoát. Ngài Tịnh Không nói, tu không phải là bỏ cái nhà lập cái chùa, vì cái chùa cũng là hình thức một cái nhà. Không biết tu mà đi lập lên cái chùa thì cái nhà chùa còn nặng nề hơn cái nhà riêng vậy. Cổ Đức nói, hữu tràng vô đạo, bất khả hưng giáo. Có chùa mà không tu hay không theo đúng chánh pháp thì phá đạo chứ không phải phát triển đạo. Xin nhớ điều này. Những người nhiều phước báo, sự nghiệp lớn, gia sản khắp nơi cũng cần phải sớm thông hiểu đạo lý này, phải mau mau biết tu hành, làm phước, làm thiện, tích lũy công đức, thì phước báo này sẽ hỗ trợ đắc lực cho mình an vui giải thoát. Còn cứ tham luyến vào đó thì coi chừng sau cùng cũng lâm cảnh đáng thương như loài dơi. May mắn lắm cũng chỉ chui nấp vào một lỗ nhỏ ở mái hiên. Đêm đêm sương lạnh cắt da, vẫn phải bay qua bay lại suốt đêm để liếc nhìn lấy sản nghiệp của mình. Chỉ được thế mà thôi, chứ có cách nào khác hơn. Câu hỏi khác. Có người biết niệm Phật vẫn cầu vãng sanh, khi chết hộ niệm cũng được, nhưng lúc di quan thì muốn phải mời 5-6 chùa tới đưa đám, có nên làm theo không? Trả lời, nên làm, chuyện này tốt. Người chết có nhiều chư tăng ni Phật tử tới tụng kinh cầu siêu đưa đám, rất tốt. Người nghiệp chướng nặng, lúc chết phải thọ những quả báo xấu ác, nhờ gia đình thành tâm tụng kinh cầu siêu, nhờ thêm chư tăng ni hỗ trợ, có thể giúp họ thoát được các đường hiểm ác, sanh vào các thiện đạo, hoặc ít ra cũng làm nhẹ phần nào tội chướng. Không những mời chư tăng ni các chùa đưa linh cữu, mà trong bảy thất 49 ngày nên làm siêu độ ở các chùa cũng rất tốt. Phận làm con cái nên cẩn thận tối đa, hết lòng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, chư Long Thiên hộ pháp gia trì, lòng thành tất linh ứng. Tuy nhiên, người muốn được vãng sanh thì trong suốt thời gian ít ra phải 8 giờ sau khi tắt thở, chỉ có niệm Phật hộ niệm khai thị, chứ không nên xen kẽ tụng kinh cầu siêu, coi ngày coi giờ gì cả. Mọi việc phải đợi sau khi hộ niệm xong mới làm. Không những thế, còn nên tăng thêm giờ hộ niệm lên 12 giờ, 16 giờ, 24 giờ càng tốt. Phải chí thành chí thiết hộ niệm cho người được vãng sanh. Phải tin rằng công đức câu Phật hiệu bất khả tư nghị. Cầu siêu, nếu được nhiều người tham gia càng có nhiều công đức. Dù cho đôi khi người tham gia không thành tâm lắm, nhưng không nhiều thì ít vẫn có sự hỗ trợ, chứ không có sự trở ngại. Ví dụ, người không có lòng thành với Phật Pháp, nhưng họ cũng có lòng thành thương tưởng người quá cố, họ vẫn thận trọng lễ lạy, nghiêm cẩn cầu nguyện. Công đức ít nhiều chắc có khác, nhưng vẫn có lợi, vô hại. Mình nương theo chùa chiền là nương theo Phật,
nương nhờ lực tụng niệm của đại chúng để có thêm công đức hồi hướng cho hương linh, chứ không phải chạy theo những người làm sai. Ai sai mặt họ, mình tới chùa lạy Phật, niệm Phật, một lòng y theo giáo giới của Phật tu hành, chứ không phải y theo cá nhân người sai trái. Phật dạy, y pháp bất y nhân. Luôn luôn y theo pháp Phật tu hành, thì chùa nào lại không tốt? Nhất định phải nhớ, không thể vì một cá nhân làm sai mà mình đành bỏ chuyện tu hành để chịu đọa lạc. Hơn nữa, cầu siêu cũng là cách kết duyên Phật pháp cho cả người chết lẫn người sống. Người chết thì mong cho hương linh tốc xả mê đồ, trưởng thừa Phật lực. Người sống thì niệm một câu A-di-đà Phật, nghe một tiếng Phật hiệu, một cái liếc nhìn tượng Phật, lạy Phật một lạy, thì chủng tử Phật đã ký vào tâm thức của họ rồi. Dù đời này chưa tu được, nhưng may ra một kiếp nào đó trong tương lai, nhờ chủng tử này hiện hành mà họ được giác ngộ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn đặc biệt có khả năng đưa một chúng sanh phạm phu nghiệp chướng sâu nặng vượt qua tam giới, đi thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc, thành bậc bất thối Bồ Tát. Đây là điều bất khả tư nghị của pháp niệm Phật. Chỉ cần trì giữ câu Phật hiệu niệm tới cùng, một lòng tin tưởng vững mạnh, tha thiết nguyện cầu hết báo thân này được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ phát sanh, cuối đời được giảng sanh viên mãn thành tựu đạo giải thoát. Điều này chắc em đã biết rõ rồi, chính em đã tận mắt chứng kiến người giảng sanh rồi, thì tuyệt đối không còn hồ nghi nữa. Thế nhưng thế gian này có mấy ai chịu tin? Vì lòng tin không vững, vì lý đạo chưa thông, vì tập quán mê mờ đã ăn sâu vào tiềm thức. Thành ra nhiều người niệm Phật vẫn còn lo sợ đủ điều, lo sợ nghiệp chướng sâu nặng, lo sợ không được giảng sanh, lo sợ không được Phật tiếp độ. Đâu ngờ tiêu chuẩn giảng sanh vốn đã có thừa, nhưng chính vì sự hồ nghi này làm cho mất phần giải thoát. Vô lượng kiếp qua trầm mình trong bể khổ, mong cho được cơ hội thoát nạn. Nay cơ may đã tới, đáng lý được toại nguyện, nhưng chỉ vì một chút nghi ngờ này thôi mà đành chịu hụp lặng trong bể khổ luân hồi thêm vô lượng kiếp nữa. Thật quá đáng tiếc. Trong pháp niệm Phật có ba điều cấm kỵ, đó là hồ nghi, xen tạp, gián đoạn. Hồ nghi là không tin tưởng, không tin tưởng nên niệm Phật mà còn xin đầu này dây đầu nọ. Tục ngữ thế gian gọi là bắt cá hai tay. Tưởng rằng chắc ăn, đâu ngờ trụi lủi, tâm xen tạp thì niệm Phật bị gián đoạn. Ba điều này liên hợp với nhau, tuy ba mà một, tuy một mà ba. Nhiều người thường lo sợ rằng vì bận công chuyện làm ăn không thể niệm Phật liên tục. Không phải vậy đâu. Gián đoạn, hiểu cho cùng lý, chính là tâm xen tạp, chứ không phải là việc làm. Người bận công việc làm ăn, họ vẫn làm việc, nhưng làm xong thì niệm Phật. Ngày ngày chỉ niệm Phật, không tu tạp nhạp, thì vẫn gọi là không gián đoạn. Chỉ có công phu không cao mà thôi. Tâm xen tạp chính là tâm bất định mới chánh định. Lòng tin không vững nên ý chí chao đảo, không có hướng đi rõ rệt, ý nguyện giải thoát mù mờ, thành ra gặp đâu tu đó, nay tu cách này mai tu cách kia, cầu phước cầu lộc cầu thọ cầu danh cầu tài vân vân. Để ngừa khi lỡ mình không được giảng sanh thì ít ra cũng khỏi bị thua thiệt với người. Đây là dạng người thiếu thiện căn, bạc phước lắm vậy. Trở lại chuyện bà cụ niệm Phật mà còn lo sợ khi chết không có tăng ni đưa đám. Đây chỉ vì niềm tin vào câu Phật hiệu chưa vững, đạo lý giảng sanh chưa thông. Hằng ngày có niệm Phật, nhưng trong tâm cứ mãi nghĩ đến lúc chết với cảnh quan tài đi trước, linh hồn lẻo đẻo theo sau, hướng về phần mộ. Trong cảnh chia ly buồn bã ấy, nếu được tăng ni đưa tiễn thì đỡ tủi thân. Cái quan niệm sống làm người, chết làm ma đã ăn sâu vào tâm khảm của người thế gian. Vì vậy, dặn dò phải có tăng ni đưa đám chẳng qua là bình phong che giấu cái ý nghĩ thành ma sau khi chết. Đám ma cần phải có trống kèn, cờ xí, con cháu khóc lóc thảm thương, có chấp kích, đưa đường, có ông địa dẫn lối, vân vân, để đường về địa ngục khỏi bị lạc.
Người đã niệm Phật cầu giảng sanh, sao lại còn muốn làm ma đi theo quan tài xuống nằm dưới huyệt mộ làm chi vậy? Hai đường ngược chiều nhau, một đường đi lên, một đường chui xuống. Đường nào phải chọn một đường? Chắc chắn không thể một lúc đi hai đường được. Tin không sâu, nguyện không thiết, dù có niệm Phật cũng vẫn bị lạc đường là vì vậy. Giảng sanh là đi về Tây Phương cảnh Phật, thần thông đạo lực nhiệm màu, có năng lực của một vị Đại Bồ Tát, hưởng an vui cực lạc, chờ ngày thành Phật. Đi làm ma trong nghĩa địa thì đời đời đói khát thê lương, cơ hàn thống khổ, cảnh nào tốt hơn? Nhất thiết duy tâm tạo. Phật dạy, tất cả đều do mình chọn lựa. Niệm Phật phải quyết cầu giảng sanh, tranh thủ từng phút để niệm Phật thì chắc chắn được giảng sanh. Thế thì còn lưu luyến làm chi cái thân xác sắp trả thối, còn ham làm chi cái mô đất trong nghĩa địa hoang vu? Những tập tục của thế gian là dành cho người chết, còn ta đi giảng sanh về với Phật có dính líu gì tới chết đâu. Cho nên phải tin sâu, nguyện thiết, dốc lòng niệm Phật, tâm chân thành thanh tịnh, giác ngộ thì mười niệm tức sanh. Chứ đừng nên ngoài miệng thì niệm A-di-đà Phật, còn trong tâm thì nghĩ đến làm ma. Thành ma thì làm sao thành được Bồ Tát ở cõi Tây Phương? Người niệm Phật phải luôn luôn tự phản tỉnh lấy mình, đừng sơ ý đi lạc đường nữa. Sai một ly đi ngàn dặm. Nhiều người niệm Phật kết cuộc không được giảng sanh, chính vì tâm còn xen tạp, tâm bất định, tự mình làm mất phần giảng sanh mà còn ảnh hưởng tệ hại đến người khác. Chúng sanh trong thời này mê mờ thì nhiều, sáng suốt thì ít. Vì thiếu thiện căn nên nhiều người không vững niềm tin, đôi lúc cũng muốn niệm Phật nhưng ngại ngùng do dự, cứ đứng sơ rớ xem chừng, chờ có người khác niệm Phật có kết quả tốt không, có ai được giảng sanh không, rồi mình thủng thẳng tính sao? Thật là bất phước. Tâm hồ nghi thì cảnh hồ nghi, người bạc phước gặp toàn kẻ phước bạc, nghiệp chướng chập trùng, oan gia trái chủ trùng điệp, dễ gì chúng chịu tha cho mình một con đường sáng để giác ngộ. Vậy thì người niệm Phật cầu sanh tịnh độ phải lo quyết chí giảng sanh. Hãy dặn dò con cháu lo chu toàn việc hộ niệm, dặn chúng nó rằng một khi bác sĩ đã bó tay thì dứt khoát phải sớm xuất viện đưa ta về nhà để lo hộ niệm, chứ đừng chần chừ mà ta bị nạn liền vào nhà xác một cách phũ phàng. Dặn dò đừng khóc than, đừng buồn phiền, đừng ôm ấp lay động xác thân trong suốt thời gian ít nhất là 8 tiếng đồng hồ để hộ niệm. Rồi sau đó muốn coi ngày coi giờ bói toán gì đó, tùy ý. Có như vậy thì việc giảng sanh của ta mới chắc chắn, số phận của ta mới đại phước, đại lành. Thì mới biết, còn nhiều điều rất quan trọng cần phải dặn dò mà không chịu dặn, lại nhắc nhở làm chi đến cái quan tài chứa cái xác chết sắp thối rã dưới mồ hoang, tiếp tục thế gian thường hay bói toán, chọn ngày giờ tốt để nhập quan chôn cất. Đi chẳng qua là tìm chút phước báo, có phước nào lớn hơn cái phước được giảng sanh thành Phật? Một vị Đại Bồ Tát ở cõi Tây Phương chẳng lẽ còn cần đến chúng phàm dân cầu phước cho sao? Khi giảng sanh rồi, thần tướng của ta là kim cang bất hoại, màu sắc óng ánh như vàng nấu chảy, trang nghiêm tốt đẹp như Phật, chứ đâu phải rã rời thối nát như cái xác chết đó đâu. Cho nên hiểu đạo rồi, người niệm Phật đừng chấp chi những thứ vô thường, huyễn hóa nữa. Cứ để mặc cho con cháu nó lo, lo tươm tất thì chúng có hiếu, được phước. Làm lượm thượm thì cũng đâu can hệ gì đến một vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Hãy thành đạo trước, về cứu độ chúng sau. Phải quyết lòng buông xả, quyết một đường đi, quyết một hướng cầu giảng sanh cực lạc. Đừng sơ ý, lỡ kẹt rồi thì định phải ôm lấy nắm xương tàn, ngàn năm khổ lụy. Câu hỏi khác: đi hộ niệm tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện có sai không? Trả lời: không sai gì cả. Tụng kinh Địa Tạng giải nghiệp rất tốt, nhưng chỉ nên tụng trong lúc còn tỉnh táo, chứ không nên tụng lúc lâm chung, và chỉ tụng một vài lần là đủ rồi. Còn hầu hết thời gian thì chú tâm vào câu A Di Đà Phật để cứu người giảng sanh. Như vậy khi đi hộ niệm mà bệnh nhân tha thiết được nghe kinh Địa Tạng, em đã mời tăng ni về tụng một biến
giải quyết như vậy là rất hay, hợp tình, hợp lý, không có điều gì sai trái. Hơn nữa, khi hộ niệm, chúng ta không được cưỡng bức hay làm điều gì trái ý người bệnh. Hãy cố gắng giải quyết những khó khăn của bệnh nhân trước, những mối âu lo trong lòng được giải tỏa, thì họ mới vui vẻ, an tâm niệm Phật, cầu vãng sanh. Tụng kinh, niệm chú, tụng sám, niệm Phật, tất cả đều có công đức. Đem công đức hồi hướng cho bệnh nhân đều được lợi lạc, chứ không thể nói tụng kinh Phật là sai được. Kinh Phật là lời Phật dạy, từ kim khẩu của Phật nói ra, mục đích chính là phá mê khai ngộ, cứu độ chúng sanh, thoát khỏi mê đồ, trở về bến giác. Phật thuyết nhiều kinh điển là vì ứng biến theo căn cơ chúng sanh. Căn cơ chúng sanh bất đồng, nghiệp chứng nặng nhẹ cũng bất đồng, nên Phật phải thuyết nhiều kinh khác nhau để đối trị nhiều trường hợp khác nhau. Nghĩa là tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc. Tùy cơ ứng thuyết thì kinh điển, pháp môn đều là phương tiện để dìu dắt chúng sanh. Tìm đúng pháp môn thích ứng với căn cơ để thực hành thì thành tựu dễ dàng. Còn tu trì những pháp không hợp với căn cơ thì rất khó thành tựu. Tùy bệnh cho thuốc, nghĩa là chúng sanh có bệnh, Phật cho thuốc trị riêng. Kinh Phật ví như vị thuốc, nghiệp chướng của chúng sanh ví như chứng bệnh. Bệnh gặp đúng thuốc, dù bệnh nặng cũng sẽ nhanh lành. Còn dùng không đúng thuốc thì bệnh cứ dây dưa, đôi khi trở thành vô ích. Trong Kinh Đại Tập Phật nói rằng, thềm mạt pháp chỉ còn câu A-di-đà Phật mới cứu chúng sanh vượt thoát sanh tử luân hồi. Trong Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy phải chuyên lòng niệm Phật mới được thành tựu. Chư Cổ Đức cũng nói, thời mạt pháp, nghiệp chướng chúng sanh sâu nặng, những pháp môn bình thường không thể dạy nổi. Tất cả kinh sám không gì qua được câu A-di-đà Phật. Thuốc cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp chính là niệm A-di-đà Phật. Một lòng niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ là pháp tu thẳng tác tới quả vị Phật, khỏi tốn ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp tu hành. Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát là để giải nghiệp, làm cho nghiệp nhẹ đi. Một người bị nghiệp nặng phải bị đọa địa ngục, thành tâm trì tụng kinh Địa Tạng có thể vượt thoát ách nạn địa ngục, sanh vào ba đường thiện trong lục đạo, nghĩa là vẫn còn sanh tử luân hồi chứ không phải vượt qua được tam giới. Có nhiều người cho rằng tụng kinh Địa Tạng, tụng chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Từ Bi Thủy Sám thì giải nghiệp, giải được nghiệp chướng thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không phải vậy đâu. Giải nghiệp thì tốt, nhưng cứ lo giải nghiệp để mong thoát dòng sanh tử thì phải trải qua vô lượng kiếp tu hành. Còn về Tây Phương Cực Lạc, để một đời bất thối thành Phật là do tính nguyện trì danh, mười niệm tất sanh, ai cũng có thể thực hiện được trong đời này. Đây là lời thệ độ sanh của Đức A-di-đà Phật. Xin đồng tu xem lại kinh điển thật kỹ sẽ rõ ràng chuyện này. Trong Quán Kinh, Phật có đưa ra ba điều tu phúc là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời mười phương chư Phật tu hành. Thứ nhất là phước nhân thiên, thứ hai là phước nhị thừa A-la-hán, thứ ba là phước đại thừa Bồ-Tát. Tu phước nhân thiên là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm không sát sanh, làm mười điều thiện. Thực hành được bốn tiêu chuẩn này sẽ không bị đọa xuống ba đường ác, khi chết được sanh trở lại làm người hoặc lên trời hưởng phước. Trì tụng kinh Địa Tạng được thoát ba đường ác, sanh lại làm người, làm trời, thì đây chính là tu phước báo nhân thiên, đặc biệt nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, chứ không có gì xa lạ. Cũng nên nhớ, trì tụng không có nghĩa là cứ tụng kinh khơi khơi là được, mà chính là phải thực hành, phải tu tập theo đúng tôn chỉ trong kinh mới được quả báo làm người, làm trời. Tình thực mà nói, thời mạt pháp này, hầu hết các pháp tu đều rơi vào cách tu phước báo nhân thiên, một bức tu thấp nhất trong kinh Quán Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông mà thôi. Vì sao vậy? Vì không thể thoát đi tam giới lục đạo, không thoát được tam giới, thì dù lý luận có hay cho mấy, triết lý có cao diệu tới mây xanh, thì kết quả cũng chỉ lẫn quẩn trong tam giới lục đạo,
để chịu sanh tử luân hồi. Trong khi đó, người niệm Phật chỉ cần trì giữ câu A Di Đà Phật mà an nhiên giảng sanh vượt qua lục đạo, thành vị đại Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Chính vì thế, pháp niệm Phật không còn đối đãi trong tiểu thừa, đại thừa, mà là nhất thừa thật tướng, một đời thành Phật. Thành Phật ngay từ danh hiệu A Di Đà Phật vậy. A Di Đà Phật, diệu âm, viết xong Brisbane, ngày 16 tháng 9 năm 2006.